Bạn đang đến với kênh YouTube Báo Vietnamnet. Hãy cùng chúng tôi điểm qua những tin chính đáng chú ý. Thưa quý vị, ông Donald Trump đã bắt đầu chiến dịch tranh cử năm 2024 bằng cách cho cử tri xem trước nhiệm kỳ thứ hai sẽ thế nào nếu ông đắc cử. Cựu Tổng thống Donald Trump đưa ra 14 lời hứa trong chiến dịch tranh cử, nhưng đa phần khá mơ hồ và thiếu cụ thể. Trấn áp băng đảng ma túy. Các băng đảng ma túy đang gây chiến với Mỹ và bây giờ là lúc Mỹ trấn áp các băng đảng, cựu Tổng thống Donald Trump nói trong một video vận động tranh cử vào tháng 1 năm 2023. Nếu đắc cử, ông Trump cho biết sẽ yêu cầu Quốc hội đảm bảo rằng những kẻ buôn lậu ma túy và buôn người có thể nhận án tử hình vì những hành vi tàn ác. Cựu Tổng thống hứa sẽ triệt phá các băng đảng ma túy bằng cách áp đặt lệnh cấm vận, cắt đứt quyền tiếp cận của các băng đảng với hệ thống tài chính toàn cầu. Trung Quốc. Khi tôi trở thành Tổng thống, tôi sẽ đảm bảo rằng tương lai của nước Mỹ nằm trong tay người Mỹ, giống như tôi đã làm khi còn là Tổng thống trước đây, ông Trump nói trong một video vận động tranh cử. Ông Trump tuyên bố sẽ hạn chế quyền sở hữu của Trung Quốc đối với các cơ sở hạ tầng của Mỹ như năng lượng, công nghệ, viễn thông và tài nguyên thiên nhiên. Cựu Tổng thống cho biết ông sẽ buộc người Trung Quốc bán các cổ phần có thể gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia. Ông Trump nói, an ninh kinh tế là an ninh quốc gia. Đối ngoại. Ngay sau khi tôi đắc cử Tổng thống, tôi sẽ giải quyết cuộc chiến giữa Nga và Ukraine, ông Trump nói tại một sự kiện vận động tranh cử ở New Hampshire. Cựu Tổng thống cho biết ông sẽ mất không quá một ngày để giải quyết cuộc chiến nếu đắc cử, song ông không đưa ra chi tiết nào về cách chấm dứt xung đột ở Ukraine. Giáo dục. Khi tôi trở thành Tổng thống, tôi sẽ giao trách nhiệm cho phụ huynh và khiến lời nói của họ có trọng lượng, ông Trump nói trong một video vận động tranh cử vào tháng 1 năm 2023. Cựu Tổng thống cho biết sẽ ưu tiên tài trợ và tạo điều kiện đối với các trường học cho phép phụ huynh bầu chọn hiệu trưởng, bãi bỏ nhiệm kỳ giáo viên. Thương mại. Theo đạo luật thương mại do ông Trump đề xuất, cựu Tổng thống cho biết nếu các quốc gia khác áp đặt thuế quan với hàng hóa Mỹ, Washington cũng sẽ áp dụng thuế quan trả đũa. Là một phần trong chiến lược lớn hơn nhằm mang việc làm trở lại Mỹ, ông Trump nói sẽ thực hiện chương trình nghị sự thương mại nước Mỹ trên hết nếu đắc cử. Kinh tế. Khi tôi chiến thắng, chúng ta sẽ xây dựng nền kinh tế vĩ đại nhất từ trước đến nay, ông Trump nói trong thông báo tranh cử vào tháng 11 năm 2022. Tuy nhiên, ông không đưa ra các đề xuất chính sách cụ thể hoặc giải thích cách ông sẽ cải thiện nền kinh tế. Miền đất hứa. Ông Trump đã nói trong nhiều video vận động tranh cử rằng ông sẽ dẫn đầu trong việc xây dựng các thành phố tự do để mở lại cửa biên giới và mang đến cho các gia đình cơ hội mới để sở hữu nhà ở. Cựu Tổng thống nói rằng các thành phố tự do sẽ mang lại hy vọng cho các ngành sản xuất, những cơ hội kinh tế và các ngành công nghiệp mới với mức sống hợp túi tiền của người dân. Cải cách chính phủ. Ông Trump hứa sẽ sa thải các quan chức không qua bầu cử và các lực lượng đã vũ khí hóa hệ thống tư pháp. Ông nói sẽ đề xuất sửa đổi hiến pháp về giới hạn nhiệm kỳ đối với các thành viên của Quốc hội. Tội phạm. Ông Trump nói trong hai video vận động tranh cử vào tháng 2 rằng nếu các công tố viên từ chối buộc tội những kẻ tội phạm bạo lực thì ông sẽ không ngần ngại cử cơ quan thực thi pháp luật liên bang đến để khôi phục hòa bình và an ninh công cộng. Giới tính. Trong một đoạn video vận động tranh cử, ông Trump nói sẽ ban hành lệnh hành pháp, chỉ đạo cơ quan liên bang ngừng các chương trình thúc đẩy chuyển đổi giới tính. Đồng thời, ông yêu cầu Quốc hội ngừng sử dụng tiền để thúc đẩy và chi trả cho các thủ tục chuyển giới. Công bằng. Tôi sẽ thành lập một nhóm đặc biệt để nhanh chóng xem xét mọi hành động do các cơ quan liên bang thực hiện theo chương trình nghị sự về công bằng của ông Biden. Chúng tôi sẽ đảo ngược gần như tất cả, ông Trump nói trong một video vận động tranh cử. Ông Trump cho biết nếu đắc cử sẽ khôi phục sắc lệnh hành pháp năm 2020 của ông, cấm định kiến, chủng tộc và giới tính trong chính phủ liên bang. Kiểm duyệt thông tin. Khi tôi trở thành Tổng thống, toàn bộ hệ thống kiểm duyệt và kiểm soát thông tin hiện tại sẽ bị loại khỏi hệ thống nói chung, ông Trump nói trong một video hồi tháng 1. Ông sẽ giao nhiệm vụ cho Bộ Tư pháp điều tra và truy tố chế độ kiểm duyệt trực tuyến, cấm các cơ quan liên bang thông đồng, kiểm duyệt công dân. Ông tuyên bố sẽ có các biện pháp mạnh tay với thông tin sai lệch. Tu chính án thứ hai. Tôi sẽ bãi bỏ sắc lệnh hành pháp của Tổng thống Biden về chỉ đạo chính phủ liên bang nhắm vào ngành công nghiệp vũ khí ngay trong ngày đầu tiên, ông Trump nói tại diễn đàn lãnh đạo Viện Hành động Lập pháp vào tháng 4.
Cựu Tổng thống hứa trong bài phát biểu rằng chính phủ sẽ không vi phạm các quyền của công dân trong tu chính án thứ hai, đồng thời ông sẽ thúc đẩy Quốc hội thông qua một thỏa thuận có đi có lại. Dược phẩm. Ông Trump tuyên bố trong một đoạn video vận động tranh cử vào tháng 6 rằng ông sẽ khôi phục sắc lệnh hành pháp trước đó để đảm bảo rằng chính phủ Mỹ sẽ trả tiền cho dược phẩm với mức tương tự như các nước phát triển. Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết trong cuộc gặp với Tổng thống Ukraine Zelensky rằng ông sẽ làm việc với cả Moscow và Kiev để tìm cách chấm dứt cuộc xung đột. Theo hãng tin TASS, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 27 tháng 9 cho biết ông không loại trừ khả năng sẽ đến thăm Ukraine theo lời mời của Tổng thống Zelensky. Tuy nhiên, ứng viên Đảng Cộng hòa Donald Trump không nêu rõ thời điểm ông dự định thực hiện chuyến đi đến Kiev. Nhà lãnh đạo Ukraine và cựu Tổng thống Donald Trump đã có cuộc hội đàm kéo dài khoảng 1 giờ trong ngày 27 tháng 9 tại Tháp Trump ở New York. Truyền thông Mỹ cho biết, trong cuộc gặp với Tổng thống Ukraine Zelensky, cựu Tổng thống Donald Trump nhấn mạnh ông có mối quan hệ rất tốt với cả nhà lãnh đạo Ukraine và Tổng thống Nga Vladimir Putin. Cựu Tổng thống Trump nói rằng ông có thể đưa ra giải pháp tốt cho cả hai bên để giải quyết cuộc xung đột Nga-Ukraine nếu ông tái đắc cử vào tháng 11 tới. NBC dẫn tuyên bố của ông Trump: "Tôi có mối quan hệ rất tốt với Tổng thống Zelensky và tôi cũng có mối quan hệ rất tốt với Tổng thống Putin. Tôi nghĩ nếu tôi giành chiến thắng trong cuộc bầu cử, tôi sẽ giải quyết vấn đề rất nhanh chóng." Trong khi đó, Tổng thống Zelensky nói: "Tôi hy vọng chúng ta có mối quan hệ tốt hơn." Ông Trump nêu rõ tại cuộc hội đàm với Tổng thống Ukraine: "Cần có hai người để cùng khiêu vũ và chúng ta sẽ có một cuộc họp tốt đẹp trong ngày hôm nay. Tôi nghĩ rằng việc chúng ta có thể gặp nhau hôm nay là một tín hiệu rất tốt." Về phần mình, Tổng thống Zelensky cho biết ông gặp cựu Tổng thống Donald Trump vì Ukraine muốn Mỹ hỗ trợ trong cuộc chiến chống lại Nga. Nhà lãnh đạo Ukraine tin rằng ông và ông Trump có chung quan điểm rằng Ukraine phải chiến thắng Nga, đồng thời thừa nhận tầm quan trọng của cuộc bầu cử Mỹ. Ông Zelensky nói: "Chúng tôi phải quyết định ngay bây giờ, bởi vì sau tháng 11, chúng tôi không biết ai sẽ trở thành Tổng thống. Chỉ có người Mỹ mới quyết định ai sẽ là Tổng thống. Nhưng chúng tôi hiểu rằng, cho đến tháng 11, chúng tôi không thể ngăn cản Nga." Ông Zelensky đang thăm Mỹ trong chuyến đi nhằm vận động đồng minh lớn nhất cho phép Ukraine dùng tên lửa do Mỹ chế tạo để tập kích sâu vào Nga. Nhà lãnh đạo Ukraine đã không đạt được mục đích này. Nhưng thay vào đó, Tổng thống Joe Biden đã tuyên bố các điều khoản viện trợ quân sự mới trị giá hơn 8 tỷ đô la Mỹ. Gói viện trợ bao gồm một loại bom công nghệ cao có tên gọi Joint Standoff Weapon với tầm bắn lên tới 130 km. Loại vũ khí tầm trung này giúp Ukraine nâng cấp đáng kể khả năng chiến đấu với lực lượng Nga từ khoảng cách an toàn hơn, cho phép quân đội nước này thực hiện các cuộc tấn công với độ chính xác cao. Tuy nhiên, một quan chức Mỹ cho biết Washington sẽ không cho phép Ukraine sử dụng tên lửa của Mỹ để tấn công các mục tiêu sâu vào trong lãnh thổ Nga. Cuộc gặp mặt hôm 27 tháng 9 tại Tháp Trump là lần đầu tiên ông Trump và ông Zelensky tiếp xúc trực tiếp với nhau kể từ năm 2019. Cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh Kiev lo ngại không tiếp tục nhận được sự hỗ trợ quân sự lớn từ Washington nếu ông Trump giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào tháng 11 tới. Bên cạnh đó, Quốc hội Mỹ đang bất đồng về việc có nên tiếp tục cung cấp viện trợ quân sự cho Ukraine hay không. Ông Trump từng nhiều lần tuyên bố có thể chấm dứt xung đột Ukraine trong vòng 24 giờ nếu tái đắc cử. Ông cho biết sẽ buộc Moscow và Kiev ngồi vào bàn đàm phán. Tuy nhiên, Tổng thống Ukraine Zelensky tỏ ra hoài nghi về tuyên bố này và khẳng định sẽ không nhượng bộ để có được hòa bình. Trong chiến dịch vận động tranh cử, ông Trump không ít lần chỉ trích việc Mỹ tiếp tục đổ hàng tỷ đô la viện trợ quân sự cho Ukraine. Ông phát tín hiệu sẽ cắt viện trợ cho Kiev nếu tái đắc cử. Cựu Tổng thống Donald Trump và ông Zelensky đã nói chuyện qua điện thoại hồi tháng 7 khi nhà lãnh đạo Ukraine chúc mừng việc ông Trump được đề cử làm ứng cử viên Tổng thống của Đảng Cộng hòa. Theo kết quả khảo sát của đơn vị thăm dò được xếp hạng chính xác nhất, ông Trump đã nhận được tín hiệu tốt ở hai tiểu bang dao động quan trọng. Phó Tổng thống Kamala Harris và cựu Tổng thống Donald Trump đang trong cuộc đua xít sao hơn tại các chiến trường ở Michigan và Wisconsin so với những tuần trước, theo cuộc thăm dò mới do tờ New York Times và Siena College tiến hành. Đây cũng là nhà khảo sát dư luận được đánh giá là có độ chính xác cao nhất ở Mỹ. Theo tờ New York Times, cuộc thăm dò cho thấy lợi thế của bà Harris từ đầu tháng 8 đã bị thu hẹp đôi chút do sức mạnh bền bỉ của ông Trump về các vấn đề kinh tế, một diễn biến có khả năng gây lo ngại cho ứng cử viên Đảng Dân Chủ vì nền kinh tế vẫn là vấn đề quan trọng nhất để giành được sự ủng hộ của cử tri. Chỉ còn chưa đầy 40 ngày nữa là đến ngày bầu cử.
cuộc đua về cơ bản là cân bằng ở Michigan, với bà Harris nhận được 48% sự ủng hộ từ những cử tri có khả năng đi bỏ phiếu, và ông Trump giành được 47%, nằm trong phạm vi sai số của cuộc thăm dò. Tại Wisconsin, một tiểu bang mà các cuộc thăm dò có lịch sử ủng hộ cao hơn dành cho Đảng Dân Chủ, bà Harris nắm giữ 49% so với 47% của ông Trump. Các cuộc thăm dò cũng cho thấy bà Harris dẫn trước ông Trump 9% tại đơn vị bầu cử bầu ra thành viên của Hạ viện của Nebraska, nơi mà phiếu đại cử tri duy nhất có thể mang tính quyết định trong đại cử tri đoàn. Trong một kịch bản có thể xảy ra, đơn vị bầu cử này có thể trao cho bà Harris là phiếu cuối cùng, vừa đủ 270 phiếu đại cử tri cần thiết để giành chiến thắng trong cuộc bầu cử sắp tới nếu bà giành được Michigan, Wisconsin và Pennsylvania. Còn ông Trump chinh phục được các bang vành đai mặt trời, nơi thăm dò của Times Siena cho thấy ông đang dẫn trước. Times Siena cũng đã khảo sát cuộc đua giành chức tổng thống ở Ohio, nơi không được coi là bang chiến trường của Nhà Trắng, nhưng lại có một trong những cuộc đua vào thượng viện cạnh tranh nhất cả nước. Ông Trump dẫn trước 6 điểm ở Ohio, trong khi thượng nghị sĩ Sherrod Brown, một đảng viên dân chủ, dẫn trước đối thủ Cộng hòa của mình Bernie Moreno 4 điểm. Tại Wisconsin, nơi trong nhiều tháng dường như là điểm sáng của Đảng Dân Chủ trên bản đồ chiến trường tranh cử Tổng thống, đã bị quyết định với cách biệt chưa đến một điểm trong 4 trên 6 chiến dịch gần đây nhất, bao gồm cả năm 2020. Các cuộc thăm dò cho thấy 80% cử tri da đen trên khắp Michigan, Wisconsin và Ohio đang có kế hoạch bỏ phiếu cho bà Harris và chỉ có 18% cho ông Trump. Mặc dù bà Harris có lợi thế rất lớn trong số các cử tri da đen, nhưng con số 80% này vẫn thấp hơn so với chiến thắng của ông Biden trên toàn quốc vào 4 năm trước. Kết quả thăm dò ý kiến phù hợp với chủ đề thường xuyên của cử tri ở các tiểu bang chiến trường. Đó là nhiều người có xu hướng tin rằng thời gian tại nhiệm của ông Trump đã giúp ích cho những người như họ, và họ lo ngại rằng các chính sách của bà Harris sẽ gây tổn hại cho những người như họ. Cử tri ở các tiểu bang này cũng bị quyết định bởi ứng cử viên nào mà họ tin tưởng hơn là sẽ giúp đỡ tầng lớp lao động. 41% cử tri tham gia khảo sát nói rằng các chính sách của bà Harris sẽ giúp ích cho họ, gần ngang bằng với khả năng cho rằng chính sách của bà sẽ gây tổn hại. Trong khi đó, có tới 46% cử tri ở hai tiểu bang này cho biết các chính sách của ông Trump sẽ giúp ích cho những người như họ. Sau kinh tế, phá thai là vấn đề quan trọng thứ hai đối với cử tri ở Michigan và Wisconsin, với 18% cho biết đó là vấn đề cốt lõi trong sự lựa chọn của họ. Tỷ lệ này tăng so với tháng 5, khi 13% cử tri ở hai tiểu bang này cho biết phá thai là vấn đề hàng đầu của họ. Về vấn đề phá thai, cử tri ở Michigan thích bà Harris hơn ông Trump 20 điểm và ở Wisconsin là 13 điểm. Tuy nhiên, ở Wisconsin, con số này đã giảm so với mức chênh lệch 22 điểm vào tháng 8. Ở Michigan, số liệu liên quan đến phá thai của bà Harris hầu như không thay đổi. Trên phạm vi toàn quốc, theo tờ Newsweek, bà Harris một lần nữa dẫn trước ông Trump với tỷ lệ 48,6% so với 45,7%, chênh lệch 2,9 điểm. Mặc dù các cuộc thăm dò toàn quốc có giá trị để đánh giá suy nghĩ chung của công chúng Mỹ về từng ứng cử viên và do đó không đánh giá số phiếu phổ thông có thể là bao nhiêu, nhưng các ứng cử viên không giành được chức tổng thống bằng số phiếu phổ thông. Một ứng cử viên phải giành được ít nhất 270 phiếu đại cử tri trở lên để trở thành tổng thống. Theo số liệu thăm dò trung bình của 538 tại các bang dao động khác, ông Trump đang dẫn trước bà Harris ở Georgia 0,9 điểm, ở Bắc Carolina 0,4 điểm. Ông Trump cũng dẫn trước bà Harris ở Arizona với 1,3 điểm. Bà Harris dẫn trước ông Trump ở Nevada 1 điểm và Pennsylvania 1,3 điểm. Trong bối cảnh chỉ còn 40 ngày nữa là tới cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào ngày 5 tháng 11, Phó Tổng thống Kamala Harris thuộc Đảng Dân Chủ đang giữ lợi thế trước đối thủ bên Đảng Cộng Hòa là cựu Tổng thống Donald Trump tại bang chiến trường Michigan và cuộc đua rất căng thẳng ở Pennsylvania, một bang dao động quan trọng khác. Một cuộc thăm dò mới của UMass Lowell và YouGov tại bang Michigan cho thấy bà Harris dẫn trước ông Trump với khoảng cách 5 điểm phần trăm, 48% so với 43%, mặc dù cựu Tổng thống Mỹ có lợi thế hơn trong số những cử tri độc lập với tỷ lệ ủng hộ 36% so với 29%. Tại bang Pennsylvania, bà Harris giành được 48% phiếu bầu, còn ông Trump bám sát với tỷ lệ 46%, trong khi 4% cho biết vẫn chưa quyết định. Hầu hết cử tri bang Michigan và Pennsylvania cho biết họ sẽ không thay đổi quyết định về việc sẽ đi bỏ phiếu vào tháng 11 tới. Hai ứng viên phó tổng thống là thượng nghị sĩ James David Van của Đảng Cộng Hòa bang Ohio và thống đốc Tim Walz, Đảng Dân Chủ bang Minnesota, sẽ có cuộc tranh luận vào tuần tới khi còn hơn một tháng nữa là đến ngày bầu cử. Các cuộc thăm dò cho thấy, trong bối cảnh một cuộc đua sít sao giữa hai ứng cử viên tổng thống trong chặng cuối, thì bất kỳ sai lầm lớn hoặc đòn hạ gục nào của một trong những ứng viên phó tổng thống đều có thể thay đổi cục diện.
liên quan đến vấn đề nhập cư để đối mặt với những cuộc tấn công liên tục từ phía cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump và Đảng Cộng hòa về việc không đủ khả năng xử lý các cuộc khủng hoảng ở biên giới phía Nam. Bà Harris có kế hoạch đến thăm khu vực biên giới Mỹ-Mexico tại bang Arizona vào ngày 27 tháng 9 theo giờ địa phương, với các đề xuất cử các đặc vụ mới đến biên giới và áp dụng công nghệ để ngăn chặn dòng chảy tiền chất fentanyl tuồn vào nước này. Theo cuộc thăm dò của NBC News công bố vào đầu tháng này, phần lớn cử tri cho rằng ông Trump sẽ bảo vệ biên giới tốt hơn bà Harris. Trong bài phát biểu tại thành phố công nghiệp Pittsburgh, thuộc bang quan trọng còn đang dao động Pennsylvania, bà Harris chỉ trích ông Trump là kẻ thua cuộc lớn nhất về kinh tế, đồng thời cam kết vạch ra một con đường mới để tiến về phía trước. Bà cho biết gần 200.000 việc làm trong các nhà máy đã bị chuyển ra nước ngoài trong thời gian ông Trump ở Nhà Trắng. Ứng cử viên của Đảng Dân Chủ tự mô tả mình là người ủng hộ tầng lớp trung lưu của Mỹ đang phải vật lộn với giá cả cao, trong khi đối thủ Donald Trump thì ủng hộ những người sở hữu những tòa nhà chọc trời lớn. Bà Harris tập trung vào việc thúc đẩy đầu tư cho ngành sản xuất của Mỹ, cũng như lặp lại những lời hứa trước đó về việc giảm thuế cho các gia đình và doanh nghiệp nhỏ. Về phần mình, ứng viên của Đảng Cộng hòa ông Donald Trump cũng đưa ra những cam kết nhằm thúc đẩy sản xuất tại Mỹ, nhưng phần lớn dựa trên kế hoạch áp thuế toàn diện đối với hàng nhập khẩu. Phát biểu trước những người ủng hộ tại Manhattan, bang North Carolina, một bang chiến trường quan trọng khác, ông Trump khẳng định, các bạn sẽ được bảo vệ trước việc hàng hóa nhập khẩu tràn vào vì chúng ta sẽ áp dụng mức thuế từ 50 đến 200%. Kể từ khi bà Harris thay thế Tổng thống Joe Biden làm ứng cử viên cho Đảng Dân Chủ, các cuộc thăm dò cho thấy bà Harris đang vượt qua ông Trump trở thành người được cử tri tin tưởng về nền kinh tế. Trước đó, theo kết quả một cuộc khảo sát được công bố hôm 26 tháng 9 do trường cao đẳng Madison ở New York tiến hành, cả ông Trump và đối thủ Kamala Harris đều nhận được 49% ủng hộ của cử tri ở Bắc Carolina. Tại Arizona và Georgia, ông Trump chỉ tạm dẫn trước 1%, trong khi 50% cử tri tiềm năng ở cả hai bang tiết lộ sẽ bỏ phiếu cho cựu lãnh đạo Nhà Trắng và 49% cử tri nghiêng về phía bà Harris. Ở một cuộc thăm dò khác do Viện Nghiên cứu thuộc cao đẳng Siena thực hiện hồi tháng 8, cho thấy bà Harris đã dẫn trước ông Trump đáng kể ở ba bang chiến địa khác gồm Wisconsin, Pennsylvania và Michigan. Theo dữ liệu của cuộc khảo sát, nữ phó tổng thống đương nhiệm dự kiến sẽ đạt tỷ lệ ủng hộ là 50%, vượt xa đối thủ Đảng Cộng hòa với 46% ủng hộ ở cả ba bang chiến địa. Thưa quý vị, nhà sử học Alan Lichtman, người đã đoán đúng hầu hết kết quả của các cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ từ năm 1984 tới nay, cuối cùng đã tiết lộ tên người sẽ giành chiến thắng trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng năm 2024. Theo Daily Mail, giáo sư Đại học Mỹ, 77 tuổi, được mệnh danh là Nostradamus thời hiện đại cho hay, bà Kamala Harris đã đáp ứng mọi tiêu chí quan trọng để đắc cử Tổng thống Mỹ. Ông Alan Lichtman đã tự mình xây dựng lên một mô hình bầu cử có thể dự đoán chính xác gần như tất cả những người giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ kể từ năm 1984. Ông dựa vào một hệ thống không chính thống, bỏ qua các cuộc thăm dò và các chuyên gia mà ông gọi là 13 chìa khóa để vào Nhà Trắng. Đây là mô hình mà ông đã phát triển vào năm 1981 cùng với người bạn là nhà địa vật lý Vladimir Kolesborov. Mô hình này dựa trên kết quả bầu cử Tổng thống trong vòng 120 năm. Nó thậm chí giúp ông Lichtman dự đoán được chiến thắng bất ngờ của ông Trump vào năm 2016, một tháng trước cuộc bầu cử. Sau đó, ông sử dụng mô hình trên để dự đoán chính xác kết quả trong cuộc bầu cử năm 2020. Chìa khóa tới Nhà Trắng của ông Lichtman gồm có 13 câu hỏi đúng hoặc sai mà ông tin rằng sẽ đưa ra dấu hiệu mạnh mẽ về người sẽ chiến thắng trong cuộc bỏ phiếu mùa thu. Các chìa khóa gồm sự ủy nhiệm của đảng, bầu cử sơ bộ trong đảng, nhiệm kỳ đương nhiệm, đảng thứ ba, nền kinh tế ngắn hạn, nền kinh tế dài hạn, thay đổi chính sách, bất ổn xã hội, bê bối, thất bại quân sự ở nước ngoài, thành công quân sự ở nước ngoài, sức hút của người đương nhiệm, sức hút của người thách thức. Phó Tổng thống Kamala Harris, ứng cử viên Tổng thống của Đảng Dân Chủ, nếu để mất 6 chìa khóa thì mới bị coi là thua trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng. Tới tháng 8 vừa qua, bà mới chỉ mất 3 chìa khóa. Theo ông Allen, Tổng thống Mỹ Joe Biden dừng tranh cử khiến cho Đảng Dân Chủ mất đi một chìa khóa là sai. Nếu ông Biden tiếp tục cuộc đua vào Nhà Trắng, Đảng Dân Chủ sẽ cứu được chìa khóa đương nhiệm. Chìa khóa số 5, nền kinh tế ngắn hạn đang mạnh vì không có suy thoái, do đó chìa khóa này đúng. Ngoài ra, tăng trưởng kinh tế dài hạn trong nhiệm kỳ Tổng thống hiện tại cũng tốt như hai nhiệm kỳ trước, nên chìa khóa này đúng. Chìa khóa số 7, thay đổi chính sách, phát huy tác dụng khi Nhà Trắng đã thực hiện những thay đổi lớn với chính sách quốc gia, tái gia nhập Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu, dự luật CHIPS, dự luật cơ sở hạ tầng,
dự luật giảm lạm phát và biến đổi khí hậu rõ ràng là chìa khóa đúng. Với việc trả lời các câu hỏi đúng hay sai liên quan đến 13 chìa khóa là những vấn đề mang tính quyết định, nhà sử học Allen dự đoán Đảng Dân Chủ sẽ tiếp tục nắm giữ Nhà Trắng và bà Kamala Harris sẽ là Tổng thống tiếp theo của nước Mỹ. Tuy nhiên, hồi đầu tháng 7, ông Lichtman đã từng bác bỏ những lời kêu gọi ngày càng tăng của các chuyên gia chính trị và các nhà hoạt động của Đảng Dân Chủ rằng Tổng thống Joe Biden nên rút lui khỏi cuộc đua vào Nhà Trắng sau màn tranh luận lép vế trước cựu Tổng thống Donald Trump hồi cuối tháng 6. Ông Lichtman cho rằng việc thay thế Tổng thống Joe Biden có thể khiến Đảng Dân Chủ phải trả giá trong cuộc bầu cử năm 2024. Thưa quý vị, trong bối cảnh chỉ còn 40 ngày nữa là tới bầu cử Mỹ ngày 5 tháng 11, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris thuộc Đảng Dân Chủ đang giữ lợi thế trước đối thủ bên Đảng Cộng Hòa là cựu Tổng thống Donald Trump tại bang chiến địa Michigan và cuộc đua vẫn rất căng thẳng ở Pennsylvania, một bang dao động quan trọng khác. Cuộc thăm dò mới của UMass Lowell và YouGov tại Michigan cho thấy bà Harris dẫn trước ông Trump với khoảng cách 5 điểm phần trăm, tỷ lệ 48%, 43%. Mặc dù cựu Tổng thống có lợi thế hơn trong số những cử tri độc lập với tỷ lệ ủng hộ 36%, 29%. Tại Pennsylvania, bà Harris giành được 48% sự ủng hộ, còn ông Trump bám sát với tỷ lệ 46%, trong khi 4% cho biết vẫn chưa quyết định. Hầu hết cử tri ở Michigan và Pennsylvania cho biết họ sẽ không thay đổi quyết định về việc sẽ đi bỏ phiếu vào tháng 11 tới. Hai ứng cử viên phó tổng thống là Thượng nghị sĩ J.D. Vance thuộc Đảng Cộng Hòa và Thống đốc Tim Walz thuộc Đảng Dân Chủ sẽ có cuộc tranh luận vào tuần tới. Các cuộc thăm dò cho thấy, trong bối cảnh một cuộc đua sít sao giữa hai ứng cử viên tổng thống bước vào chặng cuối, bất kỳ sai lầm lớn hoặc đòn hạ gục nào của một trong những ứng cử viên phó tổng thống đều có thể thay đổi cục diện. Phát biểu trên MSNBC vào tuần này, nhà sử học Douglas Brinkley cho rằng đây có thể là cuộc tranh luận phó tổng thống quan trọng nhất trong lịch sử nước Mỹ. Liên quan đến vấn đề nhập cư, để đối mặt với những cuộc tấn công liên tục từ phía cựu Tổng thống Trump và Đảng Cộng Hòa về việc không đủ khả năng xử lý cuộc khủng hoảng ở biên giới phía Nam, bà Harris có kế hoạch đến thăm khu vực biên giới Mỹ-Mexico tại bang Arizona vào ngày 27 tháng 9 với các đề xuất cử các đặc vụ mới đến biên giới và áp dụng công nghệ để ngăn chặn dòng chảy tiền chất fentanyl tuồn vào nước này. Trong cuộc thăm dò của NBC News công bố vào đầu tháng này, phần lớn cử tri cho rằng ông Trump sẽ bảo vệ biên giới tốt hơn so với bà Harris. Các số liệu khảo sát cho thấy, bà Harris dường như đang làm giảm lợi thế của ông chủ thứ 45 của Nhà Trắng liên quan đến kinh tế và việc làm. Cụ thể, trong kết quả cuộc thăm dò kéo dài 3 ngày, kết thúc vào ngày 23 tháng 9 vừa qua, bà Harris dẫn trước 6 điểm phần trăm, khi nhận được sự ủng hộ từ 46,61% cử tri đã đăng ký, trong khi ông Trump chỉ được 40,48% ủng hộ. Như vậy, khoảng cách dẫn trước của ứng cử viên Đảng Dân Chủ nhỉnh hơn một chút so với lợi thế 5 điểm trước đối thủ Trump trong cuộc thăm dò của Reuters Ipsos được tiến hành từ ngày 11 đến 12 tháng 9. Khi được hỏi ứng cử viên nào có cách tiếp cận tốt hơn về nền kinh tế, thất nghiệp và việc làm, khoảng 43% cử tri trong cuộc thăm dò đã chọn ông Trump và 41% chọn bà Harris. Lợi thế dẫn trước 2 điểm của ông Trump về chủ đề này đã giảm nhẹ so với lợi thế 3 điểm trong cuộc thăm dò hồi đầu tháng 8 và giảm mạnh so với khoảng cách 11 điểm vào cuối tháng 7 vừa qua, ngay sau khi bà Harris phát động chiến dịch tranh cử. Cuộc thăm dò mới nhất của Reuters Ipsos được tiến hành trực tuyến với 1.029 người Mỹ trưởng thành trên toàn quốc, trong đó có 871 cử tri đã đăng ký, với biên độ sai số khoảng 4%. Thưa quý vị, kể từ khi bà Harris thay thế Tổng thống Joe Biden làm ứng cử viên cho Đảng Dân Chủ, các cuộc thăm dò cho thấy bà đang vượt qua ông Trump để trở thành người được cử tri tin tưởng về nền kinh tế. Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris và cựu Tổng thống Donald Trump đang bám đuổi sát nút trong các cuộc thăm dò và cả hai đang tiếp cận những cử tri còn đang chần chừ bằng việc nhấn mạnh vào các vấn đề quan trọng như nền kinh tế khi chỉ còn gần 5 tuần nữa là đến ngày bầu cử. Trong bài phát biểu tại thành phố công nghiệp Pittsburgh, thuộc bang quan trọng còn đang dao động Pennsylvania, bà Harris chỉ trích ông Trump là kẻ thua cuộc lớn nhất về kinh tế, đồng thời cam kết vạch ra một con đường mới để tiến về phía trước. Bà cho biết gần 200.000 việc làm trong các nhà máy đã bị chuyển ra nước ngoài trong thời gian ông Trump ở Nhà Trắng. Ứng cử viên của Đảng Dân Chủ tự mô tả mình là người ủng hộ tầng lớp trung lưu của Mỹ đang phải vật lộn với giá cả cao, trong khi đối thủ Donald Trump thì ủng hộ những người sở hữu những tòa nhà chọc trời lớn.
bà Harris tập trung vào việc thúc đẩy đầu tư cho ngành sản xuất tại Mỹ, cũng như lặp lại những lời hứa trước đó về việc giảm thuế cho các gia đình và doanh nghiệp nhỏ. Về phần mình, ứng cử viên của Đảng Cộng Hòa ông Donald Trump cũng đưa ra những cam kết nhằm thúc đẩy sản xuất tại Mỹ, nhưng phần lớn dựa trên kế hoạch áp thuế toàn diện đối với hàng nhập khẩu. Phát biểu trước những người ủng hộ ở Mint Hill, bang North Carolina, một bang chiến trường quan trọng khác, ông Trump khẳng định, các bạn sẽ được bảo vệ trước việc hàng hóa nhập khẩu tràn vào vì chúng ta sẽ áp dụng mức thuế từ 50 đến 200%. Kể từ khi bà Harris thay thế Tổng thống Joe Biden làm ứng cử viên cho Đảng Dân Chủ, các cuộc thăm dò cho thấy bà đang vượt qua ông Trump, trở thành người được cử tri tin tưởng về nền kinh tế. Dự kiến bà Harris sẽ có cuộc phỏng vấn truyền hình lớn đầu tiên với tư cách là người được đề cử vào cuối ngày 25 tháng 9 theo giờ Mỹ, tức ngày 26 tháng 9 theo giờ Việt Nam, trên kênh tin tức MSNBC. Trước đó, kết quả thăm dò do hãng tin Reuters Ipsos công bố ngày 24 tháng 9 cho thấy Phó Tổng thống Kamala Harris, ứng cử viên Tổng thống của Đảng Dân Chủ, đang dẫn trước ứng cử viên của Đảng Cộng Hòa, cựu Tổng thống Donald Trump với tỷ lệ 47%, 40%. Các số liệu khảo sát cho thấy, bà Harris dường như đang làm giảm lợi thế của ông chủ thứ 45 của Nhà Trắng liên quan đến kinh tế và việc làm. Cụ thể, trong kết quả cuộc thăm dò kéo dài 3 ngày kết thúc vào ngày 23 tháng 9, bà Harris dẫn trước 6 điểm phần trăm khi nhận được sự ủng hộ từ 46,61% cử tri đã đăng ký, trong khi ông Trump nhận được 40,48% ủng hộ. Khi được hỏi ứng cử viên nào có cách tiếp cận tốt hơn về nền kinh tế, thất nghiệp và việc làm, khoảng 43% cử tri trong cuộc thăm dò chọn ông Trump và chỉ có 41% chọn bà Harris. Cuộc thăm dò mới nhất của hãng tin Reuters Ipsos được tiến hành trực tuyến với 1.029 người Mỹ trưởng thành trên toàn quốc, trong đó có 871 cử tri đã đăng ký, với biên độ sai số vào khoảng 4%. Nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin của báo Vietnamnet. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!